8 dấu hiệu tố cáo người bạn đời đang ngoại tình tư tưởng. Kính thưa quý vị, ngoại tình là điều tệ hại không ai mong muốn khi bước vào quan hệ hôn nhân, trong đó bao gồm cả ngoại tình tư tưởng. Ngoại tình tư tưởng tức là bạn, những người đang có vợ hoặc chồng mà trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh, những suy nghĩ về một người khác. Thậm chí tệ hơn nữa, các bạn còn có ham muốn, còn nghĩ tới chuyện quan hệ với người ấy. Có thể nói, đây là một khái niệm lạ đối với chúng ta. Thế nhưng hầu hết mọi người không hề hay biết hoặc luôn phủ nhận mình đang hoặc đã từng ngoại tình tư tưởng. Dưới đây là 8 dấu hiệu tố cáo người bạn đời đang ngoại tình tư tưởng và cách giúp bạn giải quyết rắc rối trên để giữ gìn hôn nhân hạnh phúc. 1. Thường xuyên nói dối. Cô ấy hoặc anh ấy sẽ thường xuyên nói dối bạn và những người xung quanh từ những điều nhỏ nhặt nhất, bởi họ sợ bị phát hiện ra cảm xúc thật của mình. Hãy thử sâu chuỗi mọi lời nói, mọi câu chuyện, chắc chắn bạn sẽ tìm ra vô số điểm bất hợp lý. Bởi một người nói dối quá nhiều như vậy, hay dễ xảy ra trường hợp họ không thể nhớ được tất cả để nói cho khớp. Vì thế, dễ bị giấu đầu lòi đuôi. 2. Thẫn thờ. Bạn thấy vợ hoặc chồng mình khác lạ, thỉnh thoảng anh ấy hoặc cô ấy cười một mình. Bạn nói chuyện nhưng nàng hay là chàng không thưa, có khi lại ưu tư suy nghĩ. Hãy cảnh giác nhé, biết đâu chàng đang mơ mộng một bóng hình nào khác. 3. Bồn chồn. Mặc dù không giống như ngoại tình thực sự, thế nhưng ngoại tình tư tưởng vẫn như là một chất gây nghiện, từ từ thấm sâu dần, kèm theo cảm giác hứng khởi khi được gặp đối tác. Từ đó, họ luôn sống trong cảm giác mong mỏi lần gặp mặt tới, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn, một cuộc điện thoại từ phía đối phương. 4. Tránh giao tiếp nhiều với vợ hoặc chồng. Một người khi mà đang ngoại tình tư tưởng, họ thường có xu hướng dành thời gian ngồi tư tưởng tới người trong mộng. Việc họ tránh tiếp xúc, tránh giao tiếp quá nhiều với vợ hoặc chồng cũng là điều không quá ngạc nhiên, bởi vợ hoặc chồng sẽ phát hiện ra cảm xúc mà họ đang che giấu. Và ngoại tình trong tư tưởng phần lớn là xuất phát từ tình cảm thật sự, bởi thế nên sẽ vô cùng dễ phát hiện. 5. Tự dưng trở nên dễ dãi, thoải mái hơn. Đây là dấu hiệu vô cùng dễ nhận ra, bởi nếu một người vợ hoặc chồng toàn tâm toàn ý với bạn, họ sẽ luôn luôn theo sát, quản lý bạn, luôn hỏi han, luôn muốn hiểu, muốn biết mọi điều xung quanh bạn. Có thể việc cô ấy hoặc anh ấy tò mò quá nhiều sẽ làm cho bạn mệt mỏi. Nhưng bỗng nhiên dạo gần đây, cô ấy hoặc anh ấy có vẻ bỏ bê, lơ là bạn. Không còn những cuộc điện thoại nhắc ăn uống hay hối về sớm, thì bạn nên bắt đầu điều tra thử xem. Tại đây cũng chính là một trong những dấu hiệu cho thấy rằng vợ hoặc chồng của bạn đang ngoại tình trong tư tưởng. Phải chăng người đó không làm vậy với bạn nữa, vì họ đang bận suy nghĩ, lo lắng cho người khác. 6. Vợ chồng bạn bắt đầu xa cách. Theo chuyên gia Marcia Naomi Becker, việc ngoại tình tư tưởng cũng ảnh hưởng tới mức độ gần gũi về thể xác. Khi người bạn đời ít dành cảm xúc cho bạn, thì việc kết nối về thể xác cũng dễ dàng bị bỏ quên. Người ngoại tình tư tưởng có thể đang mơ tưởng tới việc gần gũi với tình nhân trong tư tưởng của mình. 7. Bị ám ảnh với điện thoại. Người ấy từng để điện thoại khắp mọi nơi trong nhà, nhưng bây giờ đi đâu cũng kè kè bên người và cảm thấy không thoải mái khi bạn động vào điện thoại. Theo chuyên gia, đây là một dấu hiệu rất đáng quan ngại. Những người ngoại tình tư tưởng thường bị ám ảnh với chiếc điện thoại của mình. Nếu người ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới không, thường xuyên làm mới mình trên mạng xã hội, rất có thể họ đang đầu tư tình cảm vào cuộc sống của một người khác bạn. 8. Không muốn nói về người mà bạn đang nghi ngờ. Chuyên gia Kurt Smith cho rằng, khi người bạn đời ngừng mở lòng và chia sẻ thông tin với bạn, chắc chắn là người ấy đang có vấn đề gì đó, dù không phải lúc nào cũng là ngoại tình tư tưởng.
và sẽ vô cùng đáng lo ngại nếu người ấy từ chối nói về người mà bạn đang nghi ngờ. Hoặc theo chuyên gia Jack Buster, việc người bạn đời của bạn khẳng định với bạn rằng mối quan hệ của anh hay là cô ấy với một người nào đó chỉ là bạn, thực ra lại là một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Nếu chỉ là bạn với người nào đó, người ấy có thể nói là Tom bạn em, Jenny đồng nghiệp của anh, nhưng sẽ không giải thích mối quan hệ với họ rằng chỉ là bạn. Ý nghĩa của cụm từ chỉ là bạn cho thấy người ấy đang bảo vệ một điều gì đó mà bạn chưa nhận ra hoặc cảm thấy không thoải mái. Và hiếm khi đưa hình ảnh riêng tư của con lên mạng xã hội một cách bừa bãi. Ông bà còn hay có thói quen kể những chuyện của cháu mình với bạn bè, người quen. Đôi khi, cả những bí mật chỉ gia đình biết với nhau cũng được họ đem ra kể. Điều này phần nào cho thấy sự không xem trọng quyền cá nhân của đứa trẻ. Khen cháu vô tội vạ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc khen ngợi trẻ quá mức có thể dẫn tới sự thiếu động lực. Thông thường, ông bà sẽ luôn nhấn mạnh sự quan tâm, chú ý của họ vào những điểm tốt của cháu và đôi khi khen cháu vô tội vạ. Ví dụ, chỉ cần cháu ăn một thìa cơm, ông bà sẽ nói, ôi, cháu giỏi quá. Chính những điều này vô tình sẽ giết chết động lực cần phải ngoan hơn, ý thức hơn của trẻ. Không tuân thủ giấc ngủ khoa học. Vì nuông chiều cháu, đôi khi ông bà có thể cho phép chúng đi ngủ muộn, thậm chí không cần nghỉ trưa sau bữa ăn. Trong khi đó, các nhà khoa học khuyên rằng trẻ mẫu giáo nên ngủ từ 10 tới 13 giờ mỗi ngày, trong khi với thanh thiếu niên thì đó là 8 giờ. Thiếu ngủ có thể dẫn tới các bệnh lý nghiêm trọng như tiểu đường, hoạt động của não, v.v. Người không ăn sáng không chỉ giúp bạn giảm cân, bữa sáng đầy đủ sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và sáng hơn. 2. Sử dụng kem chống nắng. Công dụng của kem chống nắng thì chắc hẳn là ai cũng biết. Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, tránh lão hóa và ung thư da. Bôi kem chống nắng trước lớp trang điểm và bôi thêm sau vài giờ nếu bạn thường xuyên ra tiếp xúc ánh nắng. 3. Sử dụng các loại serum chống oxy hóa để dưỡng da hàng ngày. Bên cạnh kem chống nắng, các loại serum chống oxy hóa cũng sẽ giúp bảo vệ vẻ tươi trẻ của làn da hoàn hảo hơn. Nhớ đừng bỏ qua bước này trước khi ra khỏi nhà bạn nhé. 4. Tập thể dục buổi sáng thay vì buổi chiều tối.